Nội, chị hai đâu rồi nội? Không ai chơi với con hết đó. Con bé Mai đâu rồi? Mà sao để nhỏ vậy? Dạ, bé Mai nó qua bên ngoài từ sớm rồi. Nhưng con muốn qua ngoại, con muốn chơi với chị hai. Dương, con không có được như vậy. Hai đi chút rồi hai về. Nội, vậy nội làm con ngựa cho con cởi đi. Cái gì? Nội làm ngựa cho con hả? Trời đất ơi, con nghĩ gì sao mà nội làm ngựa cho con được hả con? Nhưng con không chịu, con không chịu. Trời ơi, ở ngoài kia nắng lắm, nội ra ngoài đó nội bệnh làm sao? Nhưng con không chịu. Rồi rồi rồi, Vậy thôi ai chơi Dương. với con Thôi không thôi chịu. thôi thôi, được rồi, nội kiếm đứa nào cho con chơi nha. Tí đâu rồi? Tí. Dạ bà kêu. Nè, bỏ hết công chuyện ở dưới đi nha, không có làm nữa. Đưa thằng Dương đi ra ngoài sân chơi rồi làm ngựa cho nó cưỡi nghe chưa? Dạ. Đi lẹ đi, dạ dạ cái gì nữa. Đi con, đi ra ngoài chơi nha. Dạ. Cậu Dương, đi. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm, ba mươi, ba lăm, bốn mươi, bốn lăm, năm mươi, năm lăm, sáu mươi, sáu lăm. Đúng rồi. Đúng là một cái lũ ngu mà. Cả đám ai cũng hùa theo để mà nghe con lại hết á. Ngay cái bà biện cũng vậy nữa, cũng ráng mà hùa theo nó. Em bình tĩnh. Cũng nhờ có cái đám đó mà anh mới có được em. Mình có được như ngày hôm nay. Đúng không? Ủa? Buồn quá. Dạo này anh buồn lắm. Anh muốn mua cái gì nhưng mà tới đứng dòm thèm thuồng thôi chứ không có mua. Tủi thân quá. Sao? Muốn gì nữa đây? Nè, cầm lấy mà xài đi. Đúng là chỉ có em mới hiểu được anh thôi đó. Giữa thanh thiên bạch nhật, người ta thấy rồi sao? Tuân lệnh người đẹp. Anh đi trước nha. Đi đi. Ai mà không vừa ý trả là trả bắt người ta bỏ tù còn công đó. Sau khi chị hai có cơn bạo bệnh á thì thầy Tư cũng bỏ đi. Một thời gian sau á thì nghe thầy đã mất rồi. Rồi làm sao mà bà con biết được là xác của thầy Tư ở đâu mà đem về đây chôn?
đâu thế nào tìm được thi thể của thầy đâu. Cái này á chỉ là một ngôi mộ không có hài cốt thôi. Nó lập nên chỉ để sao tưởng nhớ đến thầy. Thầy ơi, hôm nay con tới đây thăm thầy. Ông à, dạo này thấy hai vợ nó về cuộc sống nó ổn định, cũng mừng cho nó dữ hen. Trời không có tuyệt đường người lương thiện mà. Không biết con Lai nhà mình nó biết hai vợ về chưa ta? Chắc chưa biết đâu. Biết đó thầy, thì nó đã chạy về hỏi thăm rồi. Bà đang lo phải không? Tôi lo quá đi chứ sao không lo. Thằng hai vợ chưa biết con bé Mai là con của nó. Nếu mà nó biết rồi thì sao đây? Con Lai nhà mình nó đang sống yên ổn vậy, sao tôi sợ hai vợ nó đòi lại được? Bà lo làm chi không biết. Bà biết tính là hai vợ rồi. Xưa nay nó là đứa biết điều, biết lẽ phải. Khi mà nó biết con Lai đã sống hạnh phúc, nó không có nỡ làm càn đâu. Ngày xưa là như vậy, nhưng mà mười mấy năm nay lưu lạc ở xứ người, biết tánh tình nó có thay đổi gì không? Thôi, tôi cũng mong y như lời ông nói vậy. Sao còn chưa leo xuống giường nữa? Anh muốn tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc bên em một chút xíu nữa thôi mà. Không được. Thôi đi. Ủa con đi đâu mà từ sáng sớm bây giờ mới về vậy con? Thì ở nhà buồn quá, tôi đi chơi giải khuây thôi. Trời đất ơi, con ơi con đi đâu á, má không có ý kiến gì hết. Má cũng không có ngăn cản. Mình là gái đã có chồng rồi, mình đi đâu á cũng phải vừa phải phải thôi. Chứ không á, thiên hạ người ta đồn thì mang tiếng lắm đó con. Cái gì? Ai nói? Ai dèm phá gì? Đứa nào nói? Con làm cái gì vậy? Con là gái đã có chồng rồi hiểu không? Sao mà ăn nói ngang ngược vậy hả con? Thì tôi nghĩ sao tôi nói vậy à? Con, thật ra má hiểu con nhiều lắm. Má rất thông cảm cho con, bởi vì con phải chịu đựng thằng hai nhà này. Con cũng buồn khổ lắm phải không? Nhưng mà dù sao con cũng phải hiểu cho cái gia đình này. Cha má mang trầu cao qua hỏi con đàng hoàng. Khắp cái vùng này ai mà không biết con là bà ba của cái nhà này hả con? Ba cái hữu danh vô thực đó tôi mới cần. Cái tôi cần ở đây á là một người chồng biết yêu thương và tôn trọng tôi kìa. Bình thường tôi cũng muốn làm một người vợ hiền vô thảo vậy, nhưng mà chính con trai của má đã đạp đổ hết tất cả mọi thứ. Con à, vô cái đi. Dạ. Mới đó mà đã mười mấy năm, lẹ quá hả anh? Em từ một thằng nhóc lóc chóc mà bây giờ trở thành một chàng trai chững chạc, đẹp trai nữa. Có người yêu chưa đó? Em cũng muốn thử yêu lắm, nhưng mà hình như nghèo quá không ai thèm. Mà anh hai,
nhìn cái đường mòn trước mắt á, tự nhiên em nhớ hồi xưa quá. Cái lúc mà anh với chị hai của em mới quen đó. Anh có nhớ cái bữa mà em dắt anh qua đờn ở nhà tắm dưỡng không? Đợt đó đó, anh em mình mém bị người ta bắt, chị tưởng là trộm đó. Nhớ chứ, kỷ niệm đó sao mà quên được. Vì mới ngày hôm qua thôi hư. Nhưng mà cũng tại cái bến sông này nè, anh với chị hai em bỏ trốn không thành đó. Cái lần đó hả, em bị đánh một trận gần chết luôn. Ở đây mày, ngồi xuống đây. Sao mày ở trong bãi nhà đâu vậy? Ngồi xuống. Chờ trong bãi nhà ra đây. Cha, con gái của mấy người ngoan hẹn quá ha. Dám con nhà bỏ theo trai ngay trong ngày cưới của mình. Đã vì cái thằng con trai mấy người cũng tiếp tay cho nó. Sao? Cả nhà tụi bay muốn ở tù bỏ công hay sao này? À? Trời ơi! Trời ơi, con làm cái gì vậy Lai? Trời đất ơi, nhà có một đứa con gái thôi mà không biết dạy gì hết à? Không có cưới xin gì hết á, cái gì? Chuyện mất. Cái gì vậy, con muốn cái gì nữa hả? Con nhìn như vậy coi được không? Nhục mặt chưa hả? Ông bà ơi, con dạy cái mà. Cũng tại vợ chồng tôi không biết dạy con. Xin ông bà tha thứ cho. Dù sao á, thì người vẫn còn đây. Dì ba, vô sửa soạn cho con đi. Dạ. Rồi chuẩn bị tổ chức lễ cho hai đứa đó. Trời ơi, cái gì vậy? Thôi bà. Đi đi con, ông thiệt tình à. Đi. 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 Trời ơi. Vô. Dạ, xin lỗi. Thôi, đừng buồn nữa anh. Nè, nè. Tao nãy là hôm nay có ông bà mẹ con cậu hai ở đây, cho nên là tao tha mày nghe chưa. Mày nên nhớ, mày phải ngay lập tức cuốn gói đi khỏi cái làng này. Đừng để tao gặp mặt mày lần nữa. Tao thiệt bản mặt mày một lần nữa. Cả mày, cả mày, cả mày. Tao sẽ cho mày ở tù một công nghe chưa. Đúng là anh đã nợ gia đình em và lại quá nhiều rồi. Chắc kiếp sau anh mới có cơ hội để trả. Thôi, đừng có buồn nữa. Em đúng là cái thằng gà chớn mà. Khi không nhắc mấy chuyện gì đâu không mà làm anh buồn nữa. À mà anh có tính gặp lại chị hai em không? Nếu còn duyên thì sẽ gặp, còn hết rồi thì thôi vậy. Mà lại lúc này sống sao rồi em? Có hạnh phúc không? Dạ. Thì anh rể của em á cũng thương chị Lai lắm. Chỉ có bà ba biện thì khó chịu thôi. Nhưng mà bây giờ á thì bà ba biện cũng thương chị hai em nhiều rồi. Sau cơn mưa thì trời lại sáng mà. Vì vậy thì anh mừng lắm. Bao nhiêu năm ở xa, anh chỉ cầu mong chị hai em được sống hạnh phúc hơn. Thôi, bây giờ đừng có nói chuyện chị Lại nữa. Nói chuyện của anh đi. Anh với chị Thanh Loan sao rồi? Sao là sao? Thì từ đó giờ vẫn vậy thôi. Trời đất ơi, cái anh này, anh không thấy chị Thanh Loan thương lắm hả? Rồi đi theo anh mấy năm trời mà sao anh cứ trơ trơ ra vậy? Thế tội chị lắm đó. Anh biết chứ, nhưng mà tình cảm sao bị cưỡng được. Làm gì mà không được. Anh không nghe ông bà ta đã nói á, nửa cần rơm lâu ngày cũng bén hả? Hay là anh còn để ý gì tới chị hai em? Thôi uống đi, đôi nhiều quá. Dạ. Nó còn sống hả? Ủa, tại sao nó lại về đây ta? Nó đâu còn ai thân thích mà về lại chỗ này.
hay là gì để chị kiếm mình trả thù. Phải báo cho mọi người để kiếm chết một chút mới được. Cái gì? Thiệt không? Dạ chắc chắn là như vậy. Chính mắt con nhìn thấy nó ngồi với thằng Đức con vợ chồng má vàng ở ngoài bờ sông. Thôi chết rồi. Nếu như mà nó gặp con lại với lại thằng Chánh thì chết. Bây giờ phải làm sao đây? Nè, bây giờ cậu phải làm mọi cách đuổi nó ra khỏi cái xứ này. Đuổi nó đi đâu cũng được hết á. Nghe, làm đi. Tôi sẽ trả ơn cho cậu. Sao con lấy cây đờn của má? Dạ tại vì con thích đờn lắm. Con muốn á sau này con đi theo đoàn hát để đờn cho mọi người nghe. Má không có cấm cản gì con hết, nhưng mà con phải học chữ trước đã, hiểu không? Dạ con biết rồi mà. Ủa má, nhưng mà á cây đờn này sao má lại có? Trước giờ không bao giờ má đờn đâu. Đó là kỷ vật của má. Má quý cây đờn này lắm á, cho nên á con phải cẩn thận, đừng làm hư nghe không? Dạ con biết rồi mà, con sẽ nâng niu nó. Má ơi, để con đờn lại cho má nghe nha, con cũng biết được chút xíu à. Ai dạy con bài này vậy Mai? Dạ có một cô kia bên sông dạy con á. Má thấy con đờn có hay không? Em mới nấu xong, anh ăn cho nóng. Anh hai, bữa trước anh nói là lặp lại gánh hát, anh tính chừng nào mừng? Dừng lại gánh hát không phải là một ngày một bữa. Anh đang định nhờ em tìm cách nào để liên lạc lại với tất cả những người trong đoàn cũ của mình. Anh mà không nhờ á thì em cũng xin anh cho phụ mà. Ăn đi anh. Thì ra là mày còn sống hả mày? Tao có tưởng mày đã chết mất xác trong cái đêm mày bỏ trốn cái xứ này đi rồi. Ủa? Sao mày không chết bỏ mạng ở xứ người mà còn quay đầu trở về để làm gì mày? Hả mày? Ê! Mày coi thường tao hả mày? Tao nói chuyện với mày mà mày coi thường tao bằng cái lời nào hả mày? Nè! Khôn hồn nghe chưa mày? Ha! Mày dọn đồ mày đi chỗ khác à? Mày sống ở đây tao mà còn thấy mặt mày lần nữa là tao bỏ tù mày mỏ gông nghe chưa mày? Mày nhớ nghe mày! Mày khôn hồn mà đi chỗ khác mau lên à! Tao mà còn thấy bản mặt mày lần nữa là mày biết tao! Dạ khôn thường tao! Mày... Ây,
Ê, làm gì mặt yếu xìu vậy? Anh vừa gặp thằng Hai giỏi, chẳng được tống cổ nó ra khỏi cái xứ này, vậy mà mặt nó cứ trơ ra. Bà nè, như vậy thì càng hay chứ sao. Bà biện nếu như mà thấy Hai giỏi thì bà sẽ rất là thấp thỏm, đáng đời. Em nói vậy sao được? Bà má chồng của em kêu anh là bằng mọi cách phải tống cổ thằng Hai giỏi ra khỏi cái xứ này. Bây giờ để nó yên làm không xong việc là chết chứ bà. Ôi, thôi thôi, bây giờ dẹp mấy chuyện nó quan bên đi. Bây giờ mình đi kiếm chỗ nào đó vui vui chơi trước đã. Giờ giờ chỗ cũ. Tính tiền đi. Tính tiền kìa em. Dạ. Dạ 2 hào ạ. Dạ. Ai dạy mày vậy hả? Rồi cái đờn này ở đâu ra? Ờ, dạ, cái đờn này là của má. Con xin má để tập đờn. Cái gì? Má mày mua đờn này cho mày tập đó hả? Ờ, dạ, không phải đâu. Con nghe nói cái này là kỹ vật của má. Tại vì con thích đờn nên con mượn của má thôi. Cái gì? Kỹ vật? Cái gì? Thiệt không? Dạ, chắc chắn là chính mắt con nhìn thấy nó ngồi như thằng Đức, con vợ chồng quá vàng ở ngoài bờ sông. À, chắc là kỹ vật của thằng Hai giỏi đây mà. Cái mối tình nghèo kiết xác đó, tới bây giờ vẫn còn dương vấn gì nữa. Nè, dạ. Từ này trở đi nghe chưa, tao cấm mày không được học đờn nữa. Rồi dục ngay cái đờn này đi nghe chưa, không được để cho tao thấy nữa nghe chưa. Dạ. Đờn ba cái gì đâu mà buồn thảm. Ở trong nhà tao chứ không phải ngoài đường, muốn làm gì thì làm, hiểu chưa? Dạ, con biết rồi. Còn lại đâu? Con lại đâu rồi? Dạ. Ra biểu coi. Đi ra coi nó kìa. Dạ. Đi ra coi nó kìa. Má. Sao vậy con? Đó, nè, tôi cấm nha. Từ đây trở đi nghe chưa? Đừng bao giờ để cho nó đờn, hoặc là tập đờn ở trong nhà này nữa nghe chưa? Còn cái đờn này dục ngay liền cho tôi. Cái đồ sướng trai vô loại có cái gì đâu mà cả má với con u mê như vậy chứ. Nhớ nó nghe chưa? Dạ. Dạ cho thầy. Bé Mai. Dạ. Con sao vậy? Dạ, tại vì con trốn nhà qua đây học đờn. Sáng giờ con canh muốn chết luôn, giờ mới đi được á. Hôm nay không học được á thì hôm khác học. Nhưng mà bộ con không xin phép nhà qua đây học đờn hả? Ừ, dạ có, con có xin nội mà. Nhưng mà nội không có cho. Rồi còn tía má con cũng cấm luôn hả? Ừ, dạ đâu có đâu. Cha má con rất là ủng hộ luôn. Nếu vậy mai mốt có tập đờn, kiếm chỗ nào kín tập để bà nội không thấy ha. Dạ.
Ơ, đưa cho em, đưa em, cho em. Chị, em làm gì vậy, trả chị đi. Chị, của em. Không trả được. Chị em đi. Đưa cho chị. Cho em. Không có được mà. Cho chị em đang đợi cho em. Cho em đi. Thôi mà. Trả cho chị đi. Rồi một lát không. Nữa chị chơi với em nha. Không, nha. Không trả cho em, chị đi. Biết nổi đó. Ơ. Cho em đi. Ơ. Trời đất ơi, cái gì vậy? Trả cho chị. À, mà. Trời sao vậy nè con. Chị hai xô con á. Sao vậy? Cái đờn. Đờn, đờn gì? Con muốn cái đờn đó đó. Trời ơi, cái con này sao mà lì quá vậy hả? Đã dặn bao nhiêu lần rồi là cất cái đờn này đi. Lần sau tao mà nhìn thấy mày cầm cái đờn này nữa là coi chừng tao nghe chưa? Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Tao nói không đúng hả? Dạ, con xin lỗi. Lần hiếp em không à? Dẹp cái đờn đi. Đi vô cất cái đờn, xong rồi ra chơi với em. Mau lên. Dạ. Chừng nghe chừng, chơi với nó cho đàng hoàng tử tế nó nghe chừng, đừng có ăn hiếp nó đó. Dạ. Ra chơi đi. Dạ. Chị hai, chị em đi nước đi. Để chị xíu. À, ôi da, đau quá à, đau em có sao không? Em có sao không? Chị xin lỗi. Dạ, dạ coi. Sao vậy con? Như hay là phỏng tay con rồi. Trời, con nghĩ sao mà rót nước cho tay em vậy hả? Sao con chú ý gì hết vậy? Nhưng mà cái này là nước ấm thôi mà. Với lại nó nhõng nhẽo đó giờ, đụng gì cũng khóc hết đó. Cái gì? Cái gì mà nhõng nhẽo gì ở đây hả? Còn trả chê với tôi vậy đó hả? Mấy dạ. Người á, mấy người lớn rồi, da mấy người dày. Còn nó, con nít nè, da mỏng dính nè, nước như vậy làm sao mà nó chịu nổi. Có sao không con? Má, bé Mai nói đúng đó. Má cứ chiều thằng Dương hoài, riết nó hư đó. Cái gì vậy? Bây giờ hết con rồi tới cha vậy đó hả? Bây giờ cãi tôi leo lẻo vậy đó hả? Tôi nói vậy không đúng hay sao? Má cứ như vậy hoài. Mỗi lần con dạy con của con á, là má cứ binh. Mốt nó lớn á, khó dạy lắm. Con nói cái gì vậy? Con đó nha, suốt ngày binh người ngoài không à. Không có lo cho người nhà gì hết trơn á. Má nói cái gì vậy? Cái gì mà ở trong nhà là sao? Thôi, con về phòng đi. Đau quá. Có sao không con? Má, mình qua nhà ngoại chơi đi má. Để khác nha con, hôm nay mình phải đi về rồi. Con không muốn về nhà. Mai, sao vậy con? Bà nội không thương con, lúc nào cũng la rầy con. Con không muốn về nhà. Con đừng có nói như vậy. Sao bà nội không thương con? Nội chỉ thương em Dương thôi. Nội nói con không phải là cháu của nội. Có đúng vậy không má? Không phải vậy đâu con. Ai nói gì mà kệ. Con cứ mãi là con gái cưng của má. Dạ. Đức à. Dạ. Nghỉ tay chút đi con. Má nhờ này chút nè. Dạ. Ờ, đem bắp này đi qua bên chỗ hai giỏi viên thanh lon. Nói má gửi ăn lấy thảo nghe không? Dạ. Nè. Thôi, cái đó là để cho người ta đó. Trong đó còn nhiều lắm, lát về rồi ăn. Dạ. Đi nhanh rồi về còn làm nữa đó nghe con. Con đi nha má. Ừ. Chuyện bé Mai á, có phải là con của anh Hai Chánh không á? Thì em không có biết. Nhưng mà cái chuyện mà bà Biện ghẻ lạnh với bé Mai á thì có thiệt.
Bà tệ bạc với bé Mai lắm, tội nghiệp con nhỏ. Mà thôi, bữa khác em qua nói chuyện với anh nhiều hơn. Này em về nha. Ừ, cảm ơn nha. Dạ. Mình phải tìm lại hỏi rõ sự thật về bé Mai mới được. Không là con của Hai Chánh, chẳng lẽ lại là... Ra lòng chơi với em đi. Thôi, chị không đi đâu. Chị đang ngồi tập đờn mà. Chị chơi với em không? Không chơi mát nổi á. Hả? Bà nội ơi. Cái gì vậy cục cưng? Chị không chị chơi với con. Trời đất ơi, sao vậy? Sao em chơi với con mà con không chịu chơi là sao? Dạ, để con dẫn em đi chơi nha. Kỳ cục à. Nè, lần sau mà em có muốn đi chơi chung á là con phải dẫn em đi chơi nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Đi đi con. Dạ. Đi nha, đi ngoan nha. Dạ. Con quỷ này thiệt á, còn chuyện đó thôi à mà muốn chọc tức tôi hay sao nè. Thiệt thứ con quan cứng đầu cứng cổ, ly lợm mà. Con Lai đâu? Dạ. Ra biểu coi. Đi vô đại biểu. Dạ. Cực quá. Như vậy bé Mai là con ruột của mình sao? Anh đang nghĩ về chuyện bé Mai hả? Em ra ngoài chợ, em nghe bà con người ta nói là bà Biện đối xử không có tốt với bé Mai. Bị gì trước giờ, bà nghĩ là bé Mai không phải là con ruột của cậu Hai Chánh. Anh cũng vì chuyện này mà muốn gặp lại để hỏi cho rõ, nhưng mà chưa biết gặp bằng cách nào hết. Nhưng nếu thiệt sự bé Mai là con của anh á, thì anh có tính nhận lại bé Mai không? Anh cũng chưa biết. Mọi chuyện đến bất ngờ quá. Anh định là gặp lại trước hỏi cho rõ rồi mới tính tiếp. Loan à, em có thể nào hẹn lại ra gặp anh có được không? Thank you.
Anh hai giỏi. Lai, nhìn em không khác gì mấy hết. Em vẫn mạnh chứ? Chẳng phải mọi người đã nói là anh đã chết trong đêm bão hôm đó rồi sao? Anh mới về đây và cũng mới biết. Cũng may người xấu số đó không phải là anh. Em vẫn sống tốt chứ? Còn anh thì sao? Biết anh còn sống em mừng quá à. Hai chết tới rồi. Anh đi đi. Ừ. Tại vì dạ người ta hỏi thăm đường thôi. Mà mình đi đâu đây? Anh đi đón mình về. Em đang nghĩ gì mà thắng thua nhau? Hả? Em nghĩ gì mà thắng người vậy? Tại vì hôm trước em có nghe má nói tía bệnh cho nên em lo. Hai chút nữa thăm tía má nha. Dạ thôi chắc tía cũng đỡ rồi. Để hôm nào mình sẽ thăm cũng được.